Hello, em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Còn có 2 tuần nữa là tới Giáng sinh rồi cả nhà ơi. Hôm nay thì gia đình của em đi linh đình về đêm để xem đèn Giáng sinh. Thì em mời các cô chú anh chị và các bạn cùng em để mình đi vào những cái con đường và ngắm đèn Giáng sinh về đêm nha. Nơi đây là thành phố Linh Đình, mọi người tập trung đổ xô về đây để đi những con đường và nhắm đèn Noel nè các bạn. That place looks busy too. Ở trong đây á, thì cái con hẻm nhỏ và có một cái khu ăn uống là rất là vui luôn, treo đèn đồ lấp lánh luôn, mọi người vào đây á, ăn uống và ngồi thư giãn trong đây rất là ấm luôn nè các bạn. Bữa nay thì về đêm á, đẹp lung linh luôn, em sẽ đi ít cái con đường để cho các bạn tham quan ha. Anything, so I didn't make it.
trong đây là những cái con hẻm nhỏ ở thành phố Linh Đình, nhưng mà trong đây cũng rất là vui luôn á các bạn. Người ta mua bán và ăn uống ở trong đây, và các bạn thấy ông treo đèn trang trí rất là lung linh luôn ha. Bữa nay thì đi ban đêm á để mình xem đèn nó đẹp, còn em đi chợ ban ngày á thì cũng có quay, nhưng mà ban ngày thì nó không có đẹp bằng ban đêm. Bữa hôm thì em cũng có đi chợ á, và vào đây vào ban ngày thì cũng có quay nữa, mà ban đêm thì em thấy nó lấp lánh đẹp quá Ở Linh Đình á thì rất là rộng lớn luôn á các bạn, chỗ nào cũng trang trí, mỗi chỗ nó khác nhau á. Ở đây là nguyên một cái con đường hẻm rất là nhiều con hẻm nhỏ luôn, nhưng mà trang trí thì cũng tựa tựa giống với nhau á. That is blood. Bữa nay thì gia đình cũng tranh thủ đi ra ngoài đây chơi. Bây giờ là mới có gần 5 giờ nên trời cũng chưa có tối cho lắm. Một chút xíu nữa tối thì mình mới thấy đèn nó lấp lánh và đẹp hơn nữa. Ở ngoài đây nhiều chỗ lắm cả nhà. Mình đi chắc cũng phải 1-2 đêm nữa thì mới nhắm được hết cảnh ở Linh Đình á. Nhiều chỗ lắm. Thì hả, em đi được và tham quan chỗ nào thì em tiếp tục vào quay chia sẻ cho các anh chị em xem ha. Đi ra Linh Đình á, em thích vào những cái con hẻm nhỏ như vậy nè các bạn. Bán quán nước và quán ăn ven đường á, nhìn mình tựa tựa giống Việt Nam luôn ha. Ở trong những cái đường hẻm như vậy nè thì chính phủ mới cho những cái quán để bàn ghế đồ bên ngoài, còn những cái con đường lộ chính mà lớn á thì shop hai bên chứ không có cho mà bán bàn ghế đồ để bên ngoài á, để giống như là chống để cho mọi người đi qua đi lại đi shopping á.
on their plate. Đi những cái con hẻm nhỏ ở thành phố London á, mà mình tưởng đâu mình lạc vào giống như chợ đêm ở Đà Lạt hay là ở mấy cái chợ Sài Gòn á các bạn. Đi về đêm mà thấy vui ha, nhưng mà cũng rất là lạnh luôn á các bạn. Em thì đi với gia đình á, nhưng mà em cũng tranh thủ đi quay vòng vòng chút xíu cho các anh chị em cùng xem. Rồi một lát thì cùng với gia đình á là đi vòng vòng để mà tham quan. I didn't even ask you back up. Đang đi ra cái con đường lộ chính rồi nè các bạn. Ở ngoài đây thì cũng quá trời đông đúc mọi người luôn. Ở đây thì người thì đi shopping, người thì đi tham quan. Bữa nay thì cũng một buổi ban đêm á, đi dạo chơi với các anh chị em. Nếu mà các bạn thấy thích video thành phố Linh Bình thì hãy cho em xin một like ha. Và hẹn lại các bạn video tiếp theo nha, cảnh Linh Bình nữa nha, đón xem nha các bạn. Giờ thì em xin ngừng video và hẹn lại các bạn video lần sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Bye bye.